Nhà sư Thiện Huệ đứng giữa đám người chạy trốn đang trú ngụ trong chùa, nghe Thiệu phát biểu trên truyền hình, mọi người đều hoan hỉ. Thiệu đã mất hết tín nhiệm đối với công dân của mình. Thiệu ra đi là hợp lòng dân. Với người lãnh đạo khác, hoàn cảnh của đất nước có thể được cải thiện. Kỹ sư Vân tỏ ra không hài lòng. Làm sao những người miền Nam Việt Nam đang ở thế yếu kém lại có thể thương lượng được? Ông Hương là tổng thống mới, là một người chống cộng từ đầu đến chân. Để có cuộc thương lượng thì cần có người mềm dẻo hơn. Ở Đà Lạt, cha Jean-Me chúi đầu trong nhà ăn tập thể của trường đại học, nghe Thiệu phát biểu trên vô tuyến truyền hình, tất cả các cánh cửa nhà ăn được đóng kín. Linh Mục Me thấy lòng mình trào lên sự tức giận. Thiệu đã tuyên bố là sẽ nắm lại nghề nghiệp tướng lĩnh của mình, nhưng cha Jean-Me nghĩ rằng chắc chắn Thiệu đã có trong túi chiếc vé máy bay để đi ra nước ngoài. 2 giờ sau buổi lễ bàn giao quyền lực của Thiệu, Đài Giải Phóng và Đài Hà Nội đã công bố. Đây chỉ là chế độ Thiệu mà không có Thiệu, một chế độ Bù Nhì khác sẽ tiếp theo. Mặc dù Thiệu không còn ở cương vị chèo lái, nhưng vẫn không chịu rời bỏ con tàu. Thiệu không hình dung ra việc rời bỏ Việt Nam. Trong khi Thiệu từ chức, thì những đơn vị cuối cùng của Sư đoàn 18 miền Nam Việt Nam đã rút khỏi Xuân Lộc. Chỉ huy Sư đoàn 18 đã được giúp đỡ để rút lui bằng cuộc ném bom dữ dội loại bom gặt hái hoa cúc mùa thu, loại bom nặng hơn 350 kg, xuống Sư đoàn 341 của Bắc Việt, đang vây quanh vị trí ban chỉ huy của Sư đoàn trong suốt cả đêm. Những làn sóng tấn công làm rung động cả thành phố Xuân Lộc như trong trận động đất. Có nhiều bộ đội và sĩ quan của quân đội Bắc Việt đã hy sinh trong đợt ném bom ấy. Những quả bom đã làm mất hết khí oxygen trong bán kính là 250 m. Giết tại trận những người này do ngạt thở mà không để lại thương tích nào. Erich von Mabor đã hứa cho ném 27 quả bom gặt hái hoa cúc mùa thu. Ngày 16 tháng 4, 3 quả bom loại này đã được chuyển sang miền Nam Việt Nam cùng với người thợ kỹ thuật Mỹ để hướng dẫn cho người miền Nam Việt Nam cách móc và thả bom trên chiếc máy bay C-130. Người ta đã rất khó khăn tìm được một phi công của miền Nam biết cách thả lần đầu tiên loại bom này. Phi công Mỹ thì lại hứa không đến Việt Nam, nên sau đó người ta không thả loại bom này nữa. Cuộc rút lui ở Xuân Lộc được tiến hành khá là thuận lợi. Những đơn vị cuối cùng của Sư đoàn 18, binh đoàn lính dù số 1 đã được thả xuống trong đêm 23 tháng 4. Các lính dù tập trung trên đường để bảo vệ lối vào cảng Cap Sanh Sắc. Bộ chỉ huy Bắc Việt quyết định đi vòng qua Xuân Lộc, tiếp tục tiến về Biên Hòa, nằm giữa Xuân Lộc và Sài Gòn. Trong cuộc chiến đấu ở Xuân Lộc, tướng Dũng đã mất 34 xe tăng T-54. Ở Sài Gòn, những nhà ngoại giao Pháp hoạt động gấp. Họ muốn tránh cho Sài Gòn khỏi bị đốt phá và đưa quân bài Minh Lớn cho Bắc Việt nếu Hà Nội chấp nhận ông này. Sài Gòn, thành phố không còn ý chí, bối rối, không còn hy vọng, hầu như rơi vào sự trống rỗng. Mégion và Beauchamp thấy cần phải ổn định tâm lý và chính trị cho người dân. Người Pháp tin rằng người Mỹ chỉ muốn cứu lấy động sản của họ. Sau khi Thiệu từ chức, nước Pháp đề nghị có sự can thiệp hòa giải. Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing chào mừng tinh thần trách nhiệm của ông cựu tổng thống miền Nam Việt Nam. Còn tại Đại sứ quán Pháp ở Sài Gòn thì sơ đồ của việc thay thầy đổi chủ như thế là bình thường. Cần thiết phải đưa Minh Lớn vào quỹ đạo chính trị để đạt được việc thương lượng. Ở Nhà Trắng, người ta không nao núng khẳng định là họ không yêu cầu Thiệu phải ra đi. Đúng thế. Họ sợ có người nào ở Sài Gòn đã nói điều đó với Thiệu. Vẫn còn lại vấn đề di tản. Vấn đề để cho người Việt Nam ra đi chưa thu xếp xong. Ở Sài Gòn, các đơn từ xin di tản không được xem xét nữa, mà phải đình chỉ lại. Người Việt Nam đến trước cổng Đại sứ quán Mỹ chỉ được đọc một ghi chú đánh bằng máy chữ sao chụp lại. Vì còn phải ứng xử với nhiều việc quan trọng, tạm thời chúng tôi phải ngừng tiếp nhận đơn xin cho cha mẹ, anh chị em được ra đi. Đề nghị mọi người không đứng xếp hàng ở đây vì mục đích ấy. Chúng tôi mong sớm lại được nhận đơn xin cho cha mẹ, anh chị em được di cư nếu được. Kissinger điện cho Martin. Khi sân bay Tân Sơn Nhất nằm dưới hỏa lực của quân địch, các cơ quan tùy viên quân sự đang đóng ở khu vực sân bay phải di tản ngay bằng máy bay. Tôi nhắc lại, không được di tản bằng máy bay trực thăng. Kissinger nhấn mạnh ông ta không dính líu với các công việc hoạt động của những người ngoại giao Pháp đang tiến hành. Ở Honolulu, Đô đốc Noel Geyler chỉ huy toàn bộ hạm đội Thái Bình Dương quyết định thành lập một cầu hàng không tới Sài Gòn.
Hàng ngày, những máy bay C-141 bay đi, bay lại như con thoi. Còn ban đêm là nhiệm vụ của máy bay C-130. Ở Quốc hội Mỹ lại xảy ra cuộc chiến mới về tài chính. Và cuối cùng, chính phủ đã đạt được sự thỏa thuận của Quốc hội cho phép chi 165 triệu đô la giúp đỡ về kinh tế và nhân đạo cho miền Nam Việt Nam. Ở Sài Gòn, binh lính đào các hố cá nhân, giải các hàng rào chạy theo chữ chi, đổ đầy cát vào các bao tải, tổ chức các ụ xung máy, xung cối. Dinh Độc Lập và các khu vườn vẫn sáng rực đèn, các vòi nước phun vẫn hoạt động. Nhân danh Bộ Chính trị, Hà Nội đã điện cho tướng Dũng. Hàng ngày phải liên tiếp mở các cuộc tấn công ở tất cả mọi phía, mọi sự chậm trễ sẽ kéo theo hậu quả tồi tệ, kể cả kế hoạch quân sự lẫn chính trị. Đảng Cộng sản lo sợ một kế hoạch chính trị sẽ tước đi cho Bắc Việt thời cơ chiến thắng hoàn toàn. Không có nhà lãnh đạo lịch sử quên được năm 1954 đã phải lập biên giới ở Vĩ Tuyến để phân chia thành hai nước Việt Nam. Tiến, một người say mê về điện ảnh, rất hài lòng. Một sĩ quan chỉ cho Tiến biết lúc này nhiệm vụ của anh là gì. Anh sẽ phải hướng dẫn đoàn chiến xa khi chúng ta tiến vào Sài Gòn. Ở Sài Gòn, ông Hương đảm nhiệm chức vụ Tổng thống một cách chậm chạp. Ông thấy khó nhọc vì mắc bệnh huyết áp cao và rối loạn nhịp tim. Điều ông Hương quan tâm trước hết là việc chỉ định người vào nội các và bầu cử nghị viện. Tất cả mọi việc phải được đâu vào đấy trước khi Hương chọn người làm thủ tướng. Hương tỏ ra chăm chú đến việc hình thành chính phủ hơn là quan tâm tới tình hình chính sự và những hành động của chính quyền mới trong tương lai. Còn Thiệu vẫn ở lại trong Dinh Độc Lập để bàn giao các cố vấn của mình cho Tổng thống mới. Hương tỏ ra cho thấy sự lẫn lộn giữa lời nói và hành động. Hương đọc bài diễn văn trên vô tuyến truyền hình và chỉ nói đơn giản là cho phép đàn bà và trẻ em được phép rời bỏ đất nước nếu họ muốn, còn đàn ông phải ở lại Việt Nam để chiến đấu. Các máy bay vận tải ở Tân Sơn Nhất liên tục cất cánh. Ngày 22 tháng 4, chính thức có 3.300 người chạy trốn đi từ Sài Gòn trên các máy bay quân sự Mỹ. Ở Washington, Kissinger đã nhận được một đạo luật bỏ mọi thứ cản trở về việc di cư của 50.000 người Việt Nam có nguy cơ bị trả thù cao. Đây là sự nhượng bộ phi thường vì theo hệ thống quota, không có nước nào có quyền cấp hơn 20.000 hộ chiếu trong một năm. Lúc này, Kissinger thay Martin đã cố kìm hãm việc di tản. Kissinger yêu cầu Martin phải giải quyết số người Mỹ ở Việt Nam là 800 người trong 4 ngày. Ở Paris, Tổng thống Giscard d'Estaing triệu tập Paul Dornano, nghị sĩ Pháp chịu trách nhiệm về người nước ngoài, là chủ đồn điền cũ ở Đông Dương sẽ phải đến Sài Gòn. Tổng thống Cộng hòa Pháp nghĩ rằng phải duy trì sự có mặt của người Pháp ở miền Nam Việt Nam và Dornano phải nói với mọi người là cứ yên tại chỗ. Tổng thống muốn đưa ra mệnh lệnh cho các viên chức và những lời khuyên cho mọi công dân. Kissinger và Martin trao đổi tình hình với nhau rất sôi nổi. Ngày 23 tháng 4, Kissinger giải thích cho đại sứ Martin là có hai cách tiến hành theo dự kiến về hoàn cảnh chính trị ở Sài Gòn. Chúng ta có thể duy trì một tổ chức chính phủ có thể đứng vững được, nghĩa là người ta phải ngăn chặn một chính phủ mà khi dựng lên có thể nhìn thấy sự tan rã. Chúng ta phải tìm cách đạt được một người có quan hệ và tình cảm gần gũi với người Pháp. Phải đưa ra được sự thay đổi cho tới khi chúng ta tìm được một tổ chức chính phủ để miền Bắc chấp nhận được. Trong khi chờ đợi, tôi gợi ý là ông hãy làm tất cả mọi việc để giúp cho Hương và nội các của ông ta. Về việc di cư, Lầu Năm Góc vẫn tiến hành gấp rút. Trong trường hợp Sài Gòn bị tấn công thì không được để các vật chất và đạn dược rơi vào tay Cộng sản. Người của Thiệu chuẩn bị ra đi. Cựu Thủ tướng Khiêm cũng đã gửi đi hàng tấn hòm xiềng ra nước ngoài. Vài giờ sau đó, vào cuối buổi sáng ngày 23 tháng 4, Thống chế không quân Nguyễn Cao Kỳ đã dùng máy bay trực thăng hạ cánh xuống Dinh Độc Lập mà Tổng thống Hương đang chờ đón. Kỳ nói, Cộng sản có thể đến Sài Gòn trong vài ngày hay vài giờ. Hương cần phải thương lượng với họ. Mê Giông và nhiều người khác thúc đẩy tôi trao lại quyền hành cho mình. Quân đội không còn có thể chống cự lại được nữa. Có phải đúng là họ thiếu thốn đạn dược không? Kỳ nghĩ rằng cần thiết phải có người dẫn dắt kiên quyết có năng lực, nên nói với Hương. Chỉ cần những gì chúng ta hiện đang có, chúng ta vẫn có thể cầm cự được một hay là hai năm. Hãy xin cử tôi ra làm Tổng Tham mưu trưởng Liên quân. Hương quanh co từ chối. Một người đã từng là Thủ tướng và Phó Tổng thống như ông không thể trở thành một Tham mưu trưởng bình thường được.
Trong ít lâu nữa, tôi sẽ bổ nhiệm ông làm cố vấn đặc biệt cho chính phủ. Nhưng thưa Tổng thống, thời gian còn rất ít. Kỳ bực tức ra về, cho rằng mọi người là yếu đuối, mọi người là chần chừ. Người Pháp và người Mỹ tin vào Minh cũng đều yếu đuối. Nếu Minh lên nắm quyền hành, hay sau này họ sẽ giao quyền hành cho ông ấy. Bởi vì Minh không bao giờ tự ý làm mọi việc, mà tất cả là do người ta giao cho ông. Người ta bảo gì thì ông làm việc đó. Kỳ tiếc là không tổ chức ngay cuộc đảo chính. Vài ngày trước khi Thiệu ra đi, một viên chỉ huy phi đội đã đề nghị với Kỳ cho ném loại bom gặt hái hoa cúc mùa xuân xuống Dinh Độc Lập. Người Pháp khuyến khích Minh ít ra lúc đầu hãy ra nhận chức thủ tướng. Vào lúc buổi tối, Minh họp với các cố vấn của mình, nói: việc đề cử này không hợp nên chỉ làm cho tôi trở thành thủ tướng miễn cưỡng. Tôi muốn nhận chức vụ này trước nhân dân, ví dụ như phải có sự đồng tình của những nhóm tôn giáo lớn có uy tín và những người khác. Minh hình dung ra có nhiều nhóm khác nhau sẽ chấp nhận vai trò thủ tướng của Minh qua sự ủy quyền của nhân dân. Minh nói với một cố vấn của mình là cần phải liên hệ với những hiệp hội chuyên ngành như luật sư, giáo sư, các nhà kinh doanh, các nhà báo. Về phía quân sự thì Minh cảm thấy yên tâm hơn vì vài giờ trước đấy, các tướng lĩnh đã họp ở Bộ Tham mưu có mặt của viên Tổng Tham mưu trưởng đã đánh giá cho rằng thể chế này phải bãi bỏ và Minh phải được đề cử làm người đứng đầu nhà nước. Nhưng ai sẽ đề cử? Minh đã trả lời ngay: nhân dân sẽ đề cử tôi, những người đứng đầu tôn giáo, các hiệp hội chuyên ngành và trời sẽ phù hộ cho tôi. Minh hiểu rằng ông Tổng Tham mưu trưởng đã sẵn sàng để tùy Minh sử dụng trong mọi trường hợp. Nếu người ta thuyết phục được Minh lên nắm quyền lực tối cao, thì nhiều tướng lĩnh và các sĩ quan cao cấp đang định chạy trốn sẽ ở lại và tuân theo lời chỉ đạo của Minh. Minh thở dài, muốn thương lượng thì cũng phải có vài toán có kỷ luật. Ở Đà Lạt, Ủy ban thị trấn đã cấp giấy phép cho linh mục Giang Me được đi lại. Me đi chiếc Honda màu đỏ cùng với một người bảo vệ xuống đường quốc lộ số 1 giữa các làn sóng người chạy trốn và các đoàn xe của Bắc Việt. Vào giữa trưa đến Can Chu, một làng cách thị xã Xuân Lộc độ 20 km, thì Me và người bảo vệ bị các công dân đeo băng đỏ ở cánh tay giữ lại. Ông đi đến đâu? Đến Già Kiệm thăm một cha xứ bị ốm. Me đã trả lời người dân quân bằng tiếng Việt rất sỏi. Có vài người dân mặc thường phục đeo súng lục và hai bộ đội Bắc Việt đã xem kỹ thẻ căn cước Pháp và tấm thiệp của tòa sứ linh mục. Một vài người mặc thường phục mời Me và người bảo vệ vào một ngôi nhà khác và ở đây họ để cho Me và người bảo vệ phải đứng. Một người dân độ 50 tuổi tự giới thiệu là người chịu trách nhiệm về an ninh lạnh lùng hỏi Me. Người này đứng cách xa một khoảng với Me và gọi là ông, Monsieur. Ông là ai? Ông từ đâu đến? Ông định đi đến đâu? Ông không cần thiết phải đi nữa. Tôi không đảm bảo an toàn cho tính mạng của ông được. Một người thứ hai đến, gọi Me là giáo sư, professor. Me và người bảo vệ chờ đợi và được mời ngồi xuống ghế đầu. Một người thứ ba đến, lễ phép gọi Me là cha, père. Người ta thu lại các giấy tờ của hai người và đưa họ lên các hai. Gặp người đứng đầu của làng là một nông dân dạy giáo lý cơ đốc. Đêm xuống, người ta đem cơm nguội và canh rau cho hai người ăn và chiếu cho hai người nằm. Những người gác mặc quần áo kaki hay bộ bà ba màu đen đều là những thiếu niên độ 15 tuổi. Qua giọng nói của những người gác trẻ tuổi này, Me nhận ra họ đều là người miền Trung. Me đưa ra những câu hỏi, người ta trả lời, trường hợp của ông chưa giải quyết xong. Ở Sài Gòn, nhân dân đang chờ mong sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn. Một dự án, một ảo ảnh đang lượn trong không khí với hình ảnh. Ba người Việt Nam, một ở miền Bắc là Cộng sản, một ở miền Trung với chế độ Liên Hiệp và một ở miền Nam thành lập một chính phủ mở rộng để thương lượng với Hà Nội. Sáng ngày 24 tháng 4, Tổng thống Hương và Minh Lớn đã bí mật đi tới sân bay Tân Sơn Nhất. Bí mật thật không? Nhưng tất cả Sài Gòn đều đã được biết tin này chỉ sau vài giờ. Hương vẽ nên bức tranh ảm đạm về hoàn cảnh quân sự. Chính phủ chỉ còn tổng cộng có hơn 5 sư đoàn phải đối chọi với 5 quân đoàn của bộ đội Bắc Việt. Tốt nhất là người ta vẫn phải đưa ra một trận đánh danh dự. Hương định thuyết phục Minh Lớn ra làm thủ tướng. Minh từ chối, bình tĩnh. Cộng sản đã kết tội Minh là nắm quyền hành và được hợp pháp hóa là thành viên của bọn Thiệu. Điều đó làm giảm hiệu lực của Minh trong việc thương lượng. Minh gợi ý là Hương nên tự nguyện từ chức. Nhưng ông Tổng thống già yếu này không chịu nhượng bộ, còn nói đùa. Việc đơn giản nhất để gạt tôi đó là cuộc đảo chính.
Điều ấy là tự nhiên. Khi Hương chống chiếc gậy lục hụ ra đi, thì có vẻ ngả nghiêng, cân nhắc nhưng chưa có quyết định nào dứt khoát. Lúc 17 giờ, Minh đã họp với vài nhà báo. Tôi từ chối chức vụ thủ tướng mà ngài Tổng thống của miền Nam Cộng hòa đã mời tôi. Nếu tôi chấp nhận việc này, thì tôi không có thể ngồi bàn thương lượng với phía bên kia mà họ đang đòi tôi phải ra đi. Những người cộng tác với Minh chen vào nói với các nhà báo. Ông già Hương sẽ sớm từ chức, đó là giải pháp duy nhất. Tại Đại sứ quán Mỹ, Martin và Polga xem xét cái mê cung này trong việc trao đổi và thương lượng của người Sài Gòn từng giờ, từng phút. Là ý nói các người trong phe phái của chính quyền Sài Gòn. Polga tin vào Minh lớn hơn là Martin. Cuối cùng, ngày 24 tháng 4, Martin chính thức cho phép những cá nhân người Việt Nam làm việc cho Đại sứ quán Mỹ được di tản. Người ta dự kiến sẽ có một khối đông lượng người Việt Nam ra đi ở Cap Saint Jacques. Polga vẫn giữ mối liên hệ với Tư lệnh Hải quân Việt Nam và được họ đảm bảo sẵn sàng bảo vệ cho cuộc di tản. Về cho Washington biết là Hải quân miền Nam Việt Nam đã cộng tác với người Mỹ. Để duy trì trật tự, đề phòng những người lính miền Nam Việt Nam có thể đụng độ, Polga đã điện về Mỹ là cho phép lính thủy Mỹ được dùng mọi biện pháp cần thiết. Nếu bất ngờ những người chạy trốn bị đánh chết trong sự tranh giành hỗn loạn, thì tốt nhất là nên dùng lính thủy của miền Nam Việt Nam can thiệp vào chuyện này. Jim Ecker ra vào tự do sân bay Tân Sơn Nhất. Đã từ lâu, giới quân sự và cảnh sát canh gác đã quen biết chiếc Volkswagen sơn màu trắng của ông giám đốc hãng máy bay công ty năng tàng Air Service. Cứ nửa giờ cách nhau, máy bay lại liên tục cất cánh, chở theo những người chạy trốn hoặc không có thứ giấy tờ nào. Trên một đường băng, chiếc máy bay của hãng hàng không Pan Am chở chuyến cuối cùng, gồm 600 người là những viên chức của công ty hàng không này cùng với gia đình của họ. Ecker gặp một toán đàn bà Việt Nam mặc đồng phục tiếp viên của hãng Pan Am. Có vài người lụng thụng trong chiếc váy, vài người khác lồng chân vào những đôi giày cao gót nhăn nhó vì đau chân. Bất ngờ, từ dưới cầu thang, một phụ nữ trong số này tột đôi giày ở chân ra và bước 4 bậc lên máy bay. Ecker hiểu ngay có một số chiêu đãi viên thực thụ của hãng Pan Am đã cho những người phụ nữ này mượn đồng phục, có thể là chị em hay là bạn bè, để đi khỏi Sài Gòn. 600 hành khách chen nhau ngồi trong số 350 ghế. Bên cạnh có một thanh tra người Mỹ của hãng hàng không liên bang đứng nhìn mà không nói gì. Người ta đóng cửa máy bay. Có 2 tiếp viên người Mỹ vẫn còn ở trong nhà ga sân bay. Người ta lại phải đi tìm họ. Máy bay vẫn đỗ chờ trên đường băng. Đài kiểm soát chưa cho máy bay cất cánh. Jim Ecker gặp một sĩ quan miền Nam Việt Nam. Tay cầm máy bộ đàm chìa ra cho sĩ quan này 200 đô. Người sĩ quan nói qua máy bộ đàm với đài kiểm soát, máy bay được phép cất cánh. Ecker nghĩ, bây giờ tất cả bản thân và những người quen biết của tôi mới được ra đi. Ecker rơm rớm nước mắt. Phạm Văn Ba, đại diện cho chính phủ cách mạng lâm thời Paris, báo cho Kè biết. Một thể thức chính trị đưa tướng Minh lên đứng đầu nhà nước là có thể chấp nhận được, với điều kiện Minh phải thể hiện một chính phủ có tư tưởng tái hòa hợp quốc gia. Minh cần phải tìm những người vào chức trách trong chính phủ có thể khiến chính phủ cách mạng lâm thời chấp nhận được. Như vậy cũng có nghĩa là Hà Nội chấp nhận được. Trong vài người của nhóm ngoại giao người Paris, người ta tin là có sự bất đồng giữa chính phủ cách mạng lâm thời với Hà Nội và ngay cả trong nội bộ chính phủ cách mạng lâm thời. Lúc đầu Meguion còn tưởng là chuyện đùa khi nghe người phụ nữ coi tổng đài điện thoại ở Sài Gòn nói: Ngài Tổng thống Cộng hòa muốn nói chuyện với ông. Không phải là tổng thống của chúng tôi, mà là tổng thống của ông. Valery Shishka khuyến khích Meguion. Điều ông làm là rất tốt. Tôi gửi lời khen ngợi tới ông, nhưng ông đừng quan tâm nhiều tới những bất trắc. Shishka thân mật nói thêm. Tất cả những sáng kiến của ông đều là những sáng kiến tốt. Tôi không có sáng kiến gì mà chỉ làm theo chỉ thị của ngài. Một sự trung gian hòa giải chính trị, ở Paris hay ở Sài Gòn, người ta đã chính thức tuyên bố cuộc gọi điện thoại ấy của Tổng thống Pháp chứng tỏ Paris muốn chơi quân bài Minh lớn. Công tác ngoại giao của Pháp đã tự đặt lên hàng đầu. Ông già Hương đã tiếp Meguion và Meguion đã kiên quyết khuyên Hương nên nhường chức Tổng thống cho Minh. Miền Nam Việt Nam chỉ còn là một người hấp hối chờ chết, cần phải mổ xẻ nó. Ông già Hương khó nhọc vin vào cớ những trở ngại của thể chế. Tổng thống muốn từ chức nhưng không thể trao lại quyền hành cho bất kỳ ai. Nếu ông trao quyền cho tướng Minh thì sẽ gây ra sự khinh nhờn hiến pháp.
Ở Washington, Quốc hội lại đưa ra tranh cãi về Việt Nam đã chấp nhận duyệt chi 327 triệu đô la để viện trợ nhân đạo, cao hơn 7 triệu so với Thượng nghị viện. Các nghị sĩ và đại biểu cho phép tốt dùng quân lực Mỹ để bảo vệ cuộc di tản. Ở Đại sứ quán Mỹ, Martin ngả về hương, còn Polga lại thiên về Minh hơn. Bộ trưởng Cố vấn Lehman đảm bảo với các khách đến thăm là mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi. Người Canada phụ trách về thương mại đến chào Lehman, ngày mai ông ta sẽ ra đi. Lehman cam kết, không, ông không nên ra đi. Còn chúng tôi vẫn còn ở lại đây. Người Bắc Việt sẽ không chiếm Sài Gòn, sẽ có sự dàn xếp. Sau đó Lehman hơi có chút ngần ngừ. Trong mọi trường hợp, nếu có diễn biến xấu xảy ra thì vẫn còn chỗ cho ông. Ý ngầm nói là trong máy bay của chúng tôi vẫn dành cho ông một ghế. Polga lại thấy phấn khởi vì mới gặp người Hung ưa thích đại tá Tốt. Theo Tốt thì người của chính phủ cách mạng lâm thời và Bắc Việt đã đánh giá việc mở rộng chính trị trong mấy ngày qua về bản chất một sự xây dựng. Họ lạc quan đánh giá là người ta sẽ tìm ra được những giải pháp cũng có ý tốt cho cả hai bên. Nắm được tin về cuộc tranh luận này, Kissinger chỉ ghi lại những lời nói đó, nhưng ông không tin về sự thật. Việc ngừng bắn của Cộng sản Việt Nam đâu chỉ tùy thuộc vào những cuộc tiến trình vận động của một ông đại tá người Hung. Đối với một số người như Jean-Marie Meillon thấy vụ Minh tiến triển khá tốt, Martin cũng bắt đầu vuốt ve giải pháp này. Ông đại sứ Mỹ nghĩ đơn giản rằng sứ quan Pháp muốn thay thế vai trò của mình ở Đông Dương. Nhưng dù sao Martin cũng có chút tin tưởng vào Meillon. Tại sao lại không chơi quân bảo Minh? Martin nghĩ rằng tướng Minh lớn chỉ thích nghỉ ngơi. Trong những năm qua, con người khôn ngoan này đã làm gì? Minh chỉ chơi quần vợt, chăm chút sưu tập các loài hoa phong lan và các loài cá ở miền nhiệt đới. Muốn thu được thắng lợi trên trường chính trị thì việc phải hết sức thông minh chưa phải là điều cần thiết. Lúc này còn cần phải có lòng kiên quyết và có tính cách. Minh có tính cách tốt ư? Có đúng là ông ta có tính cách không? Có vài người cho rằng ông ta chỉ là con voi có bộ óc chim sẻ. Martin và Meillon chỉ đồng tình với nhau về một điểm. 100% giải pháp cộng sản đều là tai hại. Nếu quân đội Bắc Việt chiếm được Sài Gòn thì sau đó họ sẽ chiếm lấy tất cả miền Nam Việt Nam và tất cả sẽ rơi vào tay cộng sản. Người Pháp có sự cảm tình thực thụ với tướng Minh, khác hẳn với những tướng lĩnh khác do Minh đào tạo. Tướng Minh là thân Pháp. Trong trò chơi chính trị, Minh có nhiều mánh khóe. Tại sao lại không dựa tối đa vào binh? Những nhà ngoại giao Pháp thấy vui mừng sâu sắc là Polga và ngay cả con chim cắt Martin đã dần dần nghiêng về giải pháp của người Pháp. Tệ hại hơn là một giả định chính phủ liên minh xảy ra một hoàn cảnh thương lượng để tránh cuộc chiến trong Sài Gòn. Người Pháp tin vào tính hợp lý của Việt Nam là, theo lợi ích của Hà Nội, ít ra trong thời kỳ chuyển đổi, họ sẽ chấp nhận một chính phủ mang màu sắc của lực lượng thứ ba mà Cộng sản không chế ngự được hoàn toàn. Một chế độ gọi là coi được ở Sài Gòn, còn dân chủ hơn là ở Bắc Việt, sẽ có giá trị về những điểm tốt cho phương Tây. Thượng nghị sĩ Paul Ognano đã tới Sài Gòn. Tham dự vào lệnh của Tổng thống Pháp Giscard, Paul Ognano đã nói với mọi người là hãy ở yên vị trí. Cộng đồng Pháp ở Sài Gòn loan báo vài tin lạc quan. Với những người Mỹ như Snip đều có cảm tưởng thái độ lạc quan của người Pháp ảnh hưởng rất nhiều tới người Việt Nam. Nếu những người Pháp không ra đi thì điều đó có nghĩa là việc dàn xếp có thể đã là cái mầm mống một nhà nước miền Nam Việt Nam không có cộng sản. Đại sứ quán Pháp ở Sài Gòn vẫn làm việc ở trụ sở. Còn đại sứ quán Pháp ở Hà Nội lại không tin vào việc này. Tổng thống Hương mời đại sứ Martin đến cho biết là Thiệu vẫn gây phức tạp cho chính phủ. Cựu Tổng thống Thiệu vẫn tiếp tục gửi thư dồn dập phá hoại hội đồng mới. Hương có cảm nghĩ là sự có mặt của Thiệu đã ngăn cản ông thương lượng. Hương muốn Thiệu phải ra đi. Người Mỹ có chấp nhận để Thiệu ra đi không? Martin nói, có, tôi tin chắc là như vậy. Đêm 25 tháng 4, Martin gọi chiếc máy bay cánh quạt vẫn dành riêng cho ông đại sứ sử dụng từ Bangkok về. Theo lệnh của Martin, tướng Sark Thim của CIA chịu trách nhiệm về quan hệ với tất cả các vị tướng Việt Nam đề xuất việc Thiệu phải ra đi. Thiệu chấp nhận sẽ đến Formosa, nơi người em làm đại sứ ở đấy. Vào lúc đêm xuống, cựu tổng thống lên chiếc Mercedes ra sân bay. Vợ Thiệu thì đã ra đi từ mấy hôm trước rồi. Thiệu đi cùng với khoảng 15 sĩ quan. Thẻ ngoại giao của họ đã giúp họ dễ dàng vượt qua những rào chắn. Martin đã chờ Thiệu bên cạnh máy bay. Ông đại sứ nhận xét là các hành khách này không mang theo hành lý. Thiệu trèo lên máy bay
Martin đi theo tiễn Thiệu. Thiệu bình tĩnh nói, xin cảm ơn. Martin sử dụng câu nói cổ lỗ của người Việt Nam, cầu trời phù hộ cho ông. Máy bay cất cánh, Martin nhẹ người, lên xe, trở về đại sứ quán. Tóm lại, vào một buổi sớm, hơn 1.000 người Mỹ có đủ giấy tờ hay không, cùng với vợ con hay là các cô vợ lẽ đã ra đi. Còn với một ông tổng thống, để hoàn chỉnh cho việc này, Martin đã phải chờ đợi một thời gian. Cha Jean-Mé bị giữ lại trong một căn nhà và nghe cô giáo trẻ kêu lên. Ngày nào mụ ta, chỉ vợ ông Thiệu, cũng tắm trong cái bồn đổ đầy rượu bia ba ba. Nó ra đi nước ngoài mang theo hàng tấn vàng. Thật là đẹp, khi bọn này đã thay cho bọn kia, chúng ta sẽ chiếm được Sài Gòn. Cô giáo trẻ này nói về vợ Thiệu, Thiệu và những người kế vị chức tổng thống. Lúc này người ta gọi cho Mé là anh, để chứng tỏ cho ông biết ông không còn là cấp trên của những người đối thoại. Này anh, tôi buộc phải trói tay anh lại. Vì sao? Người ta không trả lời Mé. Có hai người ngồi trên một tấm ván bên cạnh Mé. Một người hai tay đã bị trói, còn người kia thì không. Các chiếu đã được mang đi như tỏ ra tiếng nói tôn kính. Tất cả mấy người cùng chờ đợi. Một ngày, hai đêm, họ nghe thấy tiếng kính sắt của xe tăng nghiến trên mặt đường. Qua khe các tấm ván, Mé quan sát việc đi lại, thấy có nhiều tên lửa SAM được kéo trên rơ móc chiếc camion Molotov Bắc Việt mở cuộc công kích về phía Nam. Mặc dù thì có nhiều lời đồn đại, nhưng Thiệu không ra đi với toàn bộ số vàng của nhà băng. Tất cả mọi người đều quan tâm đến việc này. Các nhà chức trách ở Sài Gòn cũng như ở Washington nghĩ rằng nếu Cộng sản chiếm được thành phố, họ mong muốn Cộng sản không chiếm lấy số vàng này. Ngày 26 tháng 4, hai người được cử ra theo sát việc này là Nguyễn Văn Hảo, cựu phó thủ tướng, phụ trách kinh tế và một cố vấn của sứ quan Mỹ Dan Elliman. Số vàng này có thể được gửi sang Thụy Sĩ hay là nhà băng dự trữ của Liên bang Hoa Kỳ. Hảo không muốn số vàng này chịu dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ. Nhưng Martin nhấn mạnh là các thỏi vàng này phải được chuyển đi. Nó sẽ trả về cho ông Tổng thống. Người Mỹ hình dung việc chuyển các hòm đựng các khối vàng bằng máy bay quân sự. Hành động đó sẽ được thực hiện vào ban đêm. Hương tỏ ra lơ đãng việc này. Martin tin chắc vào Hương đã tán thành việc chuyển số vàng này. Còn Hào chịu trách nhiệm chuyển giờ số vàng này. Nhưng đã có sự nghi ngờ nên vội báo cho Tổng thống Hương biết. Nếu số vàng này được chuyển đi thì một là Hương vẫn còn làm Tổng thống. Hai là mình sẽ lên nắm quyền hành. Vì người này người kia đều có thể bị kết tội là phản bội. Vì vậy cần phải suy nghĩ. Hào đã gọi dây nói cho Đại sứ quán Mỹ cho biết Hương không có quyền ra lệnh xuất số vàng này. Các thỏi vàng được đóng hòm vẫn nằm ở tầng hầm của nhà băng. Bị ngả nghiêng bởi ý kiến của người này, người khác, Tổng thống Hương là người tôn trọng luật pháp, đã hỏi ý kiến của Thượng và Hạ nghị viện của miền Nam và họp ở Thượng nghị viện. Hương đặt câu hỏi quan trọng với mọi người. Tôi có thể xin từ chức và giao lại quyền hành cho tướng Dương Văn Minh để tướng Minh bắt đầu những cuộc thương lượng với đối phương. Những ông nghị sĩ của hai viện đã tranh luận trong 10 giờ, cuối cùng bầu ra một giải pháp. Họ tái khẳng định là vẫn tin tưởng vào Tổng thống Hương và để cho Hương hãy thận trọng tự quyết định điều mà Hương đưa ra, kể cả việc Hương có thể trao lại quyền hành cho cá nhân nào mà Hương lựa chọn. Giải pháp này đã vi phạm hiến pháp, nhưng nó lại vẫn còn một chút hương vị về pháp lý. CIA được tin chiếc máy bay Yersin trong vài giờ nữa sẽ hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất để đưa 280 người Ba Lan di tản. Điều đó thì cũng không có ý nghĩa gì, vì người Ba Lan dự kiến có cuộc tấn công vào Sài Gòn và không có điều gì mong ước chờ đợi ở những người giải phóng. Cuộc di tản thì vẫn tiếp diễn và được tổ chức khá tốt và có kỷ luật. Tư lệnh Hải quân ở Thái Bình Dương cho Martin biết cảm nghĩ cuối cùng của ông. Tinh thần của lực lượng quân đội miền Nam Việt Nam đã xuống thấp bởi vì gia đình họ không được di tản cùng với những người chạy trốn khác. Ở Đà Nẵng, có 10 người thuộc bộ phận tình báo của Sư đoàn Không quân số 1 miền Nam Việt Nam đã bị xử tử. Mọi người Việt Nam đều cho rằng họ sẽ bị Bắc Việt giết nếu không để cho họ ra đi. Martin đã nổi giận. Các cơ quan tình báo ở Honolulu cứ làm công việc của họ, còn Martin không cần thiết điều gì mà người ta ở tận xa đâu lại nói về những điều xảy ra ở Việt Nam ngay ở bên cạnh mình. Kissinger lo lắng. Martin tin tưởng đã trả lời cho Kissinger biết là ngày càng ông càng có những chứng cứ cho thấy Hà Nội đồng ý mặc nhiên cho người di tản, trong khi việc mở rộng đường lối chính trị ở Sài Gòn diễn trình theo hướng mà họ thấy là thuận lợi.
Một chứng cứ khác về thiện ý của Bắc Việt, họ có thể chiếm được Cao Xanh Rắc cách thành phố 80 km về phía nam, nhưng họ không đánh chiếm vị trí này. Tướng Hommel-Schmidt đã thừa nhận việc này ở Cao Xanh Rắc. Người ta sẽ yêu cầu hai máy bay CM-30 để di tản những gia đình của 250 lính thủy miền Nam Việt Nam. Các thủ tục được tiến hành nhanh chóng và đầy đủ. Các máy bay hạ cánh và cất cánh trong vài phút. Chiến dịch này được thực hiện coi như để thử nghiệm. Báo chí miền Nam Việt Nam đã thay đổi từ ngữ. Họ chỉ nói đối thủ hay những người anh em mà không nói kẻ thù cộng sản nữa. Các hãng máy bay nước ngoài không được hạ cánh xuống Sài Gòn. Ngược lại, hãng Air France và hãng UTA đã nghiên cứu khả năng tiến hành các chuyến bay phụ vào ngày Chủ nhật 27 và thứ Hai, 28 tháng 4. Hai nhà băng Mỹ là SAS Mahan và First National Citibank đã đóng các cửa ghi xe, cửa giao dịch mà không báo cho các khách hàng biết. Người ta thì không nghĩ rằng nhà băng Bank of America sẽ đóng cửa tiếp theo. Một chỉ dẫn khác cho người dân Sài Gòn càng hiểu rõ thêm là siêu thị lớn nhất là Post Exchange cũng tuyên bố là họ sẽ đóng cửa. Người ta thu dọn hết các giá hàng hóa, đóng từ các chai rượu gin Blue and Whiskey vào họ. Tất cả mọi thứ từ tút thuốc lá, gói khoanh khoai tây rán giòn, hộp thực phẩm, máy ghi âm, bán có nửa giá tiền. Ở trong thành phố, người ta thấy có mặt nhiều lính thủy Mỹ, mà những người này không phải là lính gác đại sứ quán. Họ đổ bộ xuống sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng sớm. Tắt đèn. Eric Von Magbo chịu trách nhiệm về tư biện khoa logic của Bộ Quốc phòng Mỹ, đến Việt Nam với mục đích cố cứu lấy các thiết bị vật chất, được chừng nào hay chừng ấy. Và khi đã không có thể đem đi hết các thiết bị ấy, thì phá hủy hết, không để lọt vào tay Việt Cộng. Những thiết bị điện tử để chỉ huy máy bay Việt Nam, các xưởng sửa chữa máy móc và điện tử, các xí nghiệp radio, các máy móc đo lường hoàn thiện nhất. Mabo cần phải có nhiều ngày để đóng hòm các thiết bị, dụng cụ này để chuyển về Mỹ. Mabo thấy công việc tiến hành chậm trễ, rất tức giận, đã quay lại Sài Gòn, kiên quyết yêu cầu tướng Đặng Văn Khuyến mới thay tướng Viên giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Liên quân. Viên đã xin từ chức và được Hương chấp nhận. Sợ bị ám sát nên Viên đã cải trang mặc thường phục và bỏ trốn. Von Magbo tiếp tục với các phi công miền Nam Việt Nam như kỳ. Các phi công này có thể phá hủy hết các thiết bị dụng cụ bỏ lại được không? Pháo phòng không của Bắc Việt đã bắn rác lên các máy bay của không lực miền Nam Việt Nam. Và nhất là loại hỏa tiễn Stella đã có hiệu lực bắn chính xác đến kinh hồn. Muốn phá hủy các mục tiêu của pháo phòng không Bắc Việt, các máy bay phải bay thật thấp và như vậy càng dễ bị bắn hạ. Ngày hôm sau, Von Magbo đã gặp Martin, đại sứ không tin vào các hoạt động của Magbo. Martin cho rằng lại thêm một kẻ gây tăng thêm sự hoảng loạn. Martin thổ lộ cho Magbo biết là người ta đang hướng đến sự ngừng bắn tại chỗ và một chính phủ liên minh do mình đứng đầu. Martin tin rằng người Mỹ còn có thời giờ ít ra là một tháng nữa để kiểm kê, xếp lại các vật dụng, niêm phong và đóng hòm các thiết bị quân sự, đưa đến nơi an toàn nhất sau khi có cuộc ngừng bắn. Von Magbo không tin một chút nào về cảm nghĩ của Martin. Magbo yêu cầu Hoa Kỳ ở Thái Lan sửa soạn chuẩn bị cho sân bay của Thái Lan tiếp nhận một số lớn các loại máy bay trực thăng hay là máy bay chiến đấu của miền Nam Việt Nam. Sẽ có 200 máy bay đổ xuống đường băng của sân bay Thái Lan. Những mệnh lệnh giữa Mỹ và Việt Nam ngày càng trái ngược nhau. Ở sân bay Tân Sơn Nhất, có 20.000 người Việt Nam chạy trốn đã sẵn sàng ra đi. Trong số này, có nhiều viên chức và các quân nhân mặc thường phục. Nhưng dù sao, Tổng thống Hương cũng cấm những chuyện ra đi của họ và còn đòi hỏi những quân nhân và viên chức Việt Nam đã ra đi nước ngoài phải quay về Việt Nam trong hạn 30 ngày. Tỉ mỉ hơn, Hương còn cho biết những người Việt Nam ra đi sẽ mất quốc tịch và tài sản của họ sẽ bị sung công. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng miền Nam Việt Nam có tướng lĩnh vây xung quanh đã họp các thượng nghị sĩ và các đại biểu phân tích tỉ mỉ bản tường trình về quân sự trong cuộc họp kín. Các tin tức tình báo đều rất chính xác, là người ta có thể tự hỏi nếu Bộ Tổng Tham mưu Bắc Việt đã chuyển những tin trao đổi không có mã hóa để gây hoang mang cho Bộ Tổng Tham mưu miền Nam Việt Nam thì có nghĩa là cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn. Ông Bộ trưởng Quốc phòng chỉ trên bản đồ các chủ tấn công của Cộng sản và khả năng chống cự của quân đội miền Nam Việt Nam. Bản tổng kết thì thật thảm hại. 5 sư đoàn của miền Nam chống lại ít ra là 18 sư đoàn của Bắc Việt. Con đường đi đến Cap Xanh Rắc đã bị mất.
người ta không thể điều quân đến đây được nữa. Ngay cả đến các đoàn xe chở người chạy trốn cũng không đi qua được. Tối hôm trước, đạn rocket đã bắn xuống các vùng ngoại vi của thành phố. Trong hội đồng lại có cuộc tranh cãi mới. Các đại biểu và thượng nghị sĩ có thỏa thuận được với nhau về Tổng thống Cộng hòa Việt Nam chuyển quyền lực cho tướng Dương Văn Minh. Có 136 thành viên bỏ phiếu thuận, 2 người bỏ phiếu chống. Giải pháp đã được chấp nhận. Có một khó khăn nhỏ nhưng mất nhiều thì giờ. Hương mong muốn việc chuyển giao quyền lực của Tổng thống sẽ diễn ra ngày mai, chứ không phải ngay lúc này. Hương muốn nói rằng ông ta đã làm Tổng thống được một tuần lễ. Ngoại giao Pháp đã đạt được mục đích. Martin đã điện ngay cho Kissinger. Tất cả những viên chức cao cấp của sứ quán đều thống nhất nghĩ rằng Sài Gòn sẽ không bị tấn công. Điều đó chỉ rõ ràng rằng những viên chức cấp thấp trong số các nhà ngoại giao không tin chắc vào điều đó. Hơn nữa, các cơ quan tình báo ở Honolulu tuyên bố là họ đã thu được những thông tin của Bắc Việt đã phát lên không trung rất rõ ràng về những mệnh lệnh cho pháo binh nhằm vào sân bay Tân Sơn Nhất. Điều này thì không làm cho Martin phải quan tâm, vì các chuyên gia về sự can thiệp của Guardio đã nói với Martin trong 15 năm qua là một mệnh lệnh quan trọng như vậy không bao giờ được truyền vào không trung. Vậy nên Martin đã ra lệnh, đã có một hành động hăm dọa của Bắc Việt. Đại sứ thì thấy việc di tản có tiến bộ. Tóm lại, nó diễn ra khá suôn sẻ. Trưa ngày 27 tháng 4, đã có 35.245 người được di tản. Bây giờ chỉ còn chờ việc đưa mình lên chức Tổng thống. Lầu Năm Góc ở Washington cũng như ở Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương ở Honolulu, người ta không tự du ngủ về một ảo tưởng nào về những ý định của Hà Nội. Chỉ có những người như Martin mới tin vào việc ngừng bắn. Không cần phải hỏi ý kiến ông đại sứ, Lầu Năm Góc đã có quyết định căn bản. Khi sân bay Tân Sơn Nhất bị tấn công, thì mọi việc di tản bằng máy bay sẽ ngừng lại. Người ta sẽ dùng máy bay trực thăng chở những người chạy trốn ra các tàu biển đậu ở ngoài khơi. Đây là quyền tối cao của tướng Homer Smith ra lệnh di tản các nhân viên quân sự Mỹ còn ở Sài Gòn, mà không do quyền của Martin quyết định được. Martin không chấp nhận ý nghĩ về một việc tan vỡ về quân sự. Còn người Pháp giữ thái độ im lặng. Những người Mỹ có ở nguyên tại chỗ không? Tối 27 tháng 4, Eric von Marburg đã uống nước chè và rượu cô nhắc ở nhà thống chế Kỳ. Người ta nghe thấy tiếng súng Đại Bác nổ từ xa và tiếng còi báo động trong thành phố. Kỳ đã hình dung việc tập hợp lại các đơn vị quân đội. Chúng ta có thể chiến đấu ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long và có thể cầm cự được trong vài tháng. Chính phủ Mỹ sẽ giúp chúng tôi không phải bằng quân số, mà bằng vũ khí được không? Von Marburg sầu não bảo Kỳ, không được. Marburg khuyên Kỳ nên rời khỏi Việt Nam cùng với ông ta trong 2 hay là 3 ngày nữa. Kỳ có thể ở lại Hoa Kỳ và cần đưa cả gia đình đi ngay lập tức. Đúng thật là cái tệ bàn giới quan liêu vẫn không thay đổi được. Văn phòng thư ký của Tổng thống Hoa Kỳ vẫn tin là chính phủ miền Nam Việt Nam tiếp tục thay đổi được tình hình, nên đã tuyên bố là các cơ quan dân sự sẽ lại làm việc vào ngày 1 tháng 5. Một đồng đô la đổi được 4.000 đồng của miền Nam Việt Nam. Trước nửa đêm một lúc, có độ 20 viên chức chịu trách nhiệm ở Đại sứ quán Mỹ đã họp với nhau. Người ta phải xem lại danh sách những người Việt Nam nhất định phải cho di tản. Họ là những người sẽ gặp nguy hiểm khi mà Bắc Việt chiếm được Sài Gòn. Ngay ngày mai phải cho ít ra là 10.000 người di tản. Con số này là không thể được. Vậy thì 2.000 người được không? Không biết người ta lấy từ đâu bản danh sách mà Cộng sản đã ghi tên những người cần phải thanh toán có đến 1.000.000 người. Mặc dù vậy, người ta vẫn thấy rõ ràng là cần phải cho những người Việt Nam đã làm việc với Mỹ, nhất là các nhân viên của CIA, càng phải được di tản. Nhưng còn những người làm việc trong các cơ quan thông tin báo chí vẫn chưa có điều gì được báo trước. Alan Carter lo lắng đến số phận của 150 người Việt Nam làm việc cho các cơ quan thông tin báo chí Mỹ. Ở Washington cũng như ở Sài Gòn, người ta đã gợi lên một cuộc tắm máu. Ở Đà Nẵng hình như các nhân viên cảnh sát đều bị chặt đầu, còn ở Ban Mê Thuột, các viên chức đều bị xử bắn. Đó đây, còn có những sĩ quan miền Nam Việt Nam, chân tay đều bị trói chặt và bị thanh toán bằng lựu đạn. Các viên chức của Mỹ và Sài Gòn còn nhận thấy trong những năm 1950, khi Cộng sản đã nắm được quyền lực ở miền Bắc đã cho hành hình 50.000 người. Có nhiều tin đồn về sự thanh toán của Bắc Việt, và những tin đồn thì thường là sống dai. Các đại sứ quán các nước khác đều đã trống trơn, phần nhiều theo cách di tản bằng máy bay.
Chỉ riêng có đại sứ quán Pháp vẫn bình tĩnh ở lại. Nhiều đại sứ các nước khác đã đối xử không công bằng với những người Việt Nam đã làm việc cho họ, với một vài công ty tư nhân, các hãng thông tấn, các kênh truyền hình radio và vô tuyến, các báo hàng ngày, hàng tuần đều tỏ ra quan tâm tới số phận của các nhân viên người Việt. Trách nhiệm của họ đã phải có sự phòng xa từ tháng 2. Cá nhân ông phó chủ tịch hãng NBC đã quan tâm đến người lái xe của ông và cả gia đình người này. Ở sân bay, tất cả những ý định tốt đều đáng hoan nghênh. Những người lính tình nguyện như Jim Ecker của hãng máy bay công ty Nantan Air Service đã lên danh sách những người chạy trốn bằng máy bay. Cứ 45 phút lại có một chuyến cất cánh. Trong suốt cả ngày 28 tháng 4, các toán lính thủy Mỹ đã bảo vệ việc di tản đều có cảm nghĩ là sứ quan thấy việc này rất là quan trọng. Nhưng từ khi các lính thủy Mỹ tới Việt Nam, họ đã bị thất vọng. Vài ngày trước, họ thấy việc chuẩn bị cho sự di tản là mù mịt, không rõ ràng. Có nhiều cuộc thương lượng cần thiết giữa người dân với quân đội để họ có thể chuẩn bị những sân bãi hạ cánh cho máy bay trực thăng ở Tân Sơn Nhất, như là tháo dỡ các sân chơi quần vợt, gỡ bỏ các rào dây kẽm gai. Nhưng Martin đã phá rối ngăn cản chuyện này, cốt để tránh gây ra sự hoảng loạn. Lính thủy thì đành phải chuẩn bị cho cuộc di tản dựa trên việc sử dụng máy bay trực thăng. Kế hoạch đã lập ra 13 điểm tập kết cho những người Mỹ trong thành phố và đưa hết các người Mỹ ra sân bay. Các lính thủy đã có chuyên môn nên đặt những cọc tiêu bằng ánh sáng trên nóc các nhà cao tầng của 13 điểm tập kết ấy. Nhưng Martin vẫn phản đối, chỉ vì lý do duy nhất, sợ là có sự hoảng loạn. Tướng Richard Carey, chỉ huy nhóm lính thủy được đưa sang Việt Nam bảo vệ cuộc di tản, đã tế nhị viết trong bản báo cáo gửi về Washington. Có rất nhiều việc được thực hiện mà không có sự đồng ý chính thức. Một chi tiết quan trọng nữa trong kế hoạch di tản là người ta sẽ dự kiến cho máy bay trực thăng loại lớn hạ cánh xuống nóc tòa đại sứ. Người ta tiến hành việc này như thể từ lâu vẫn sử dụng đường băng hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất như là các loại máy bay khác. Người ta có cảm tưởng là Martin tin vào ý nghĩ của mình là sẽ có cuộc ngừng bắn và hình dung ra cuộc di tản sẽ được một cơ quan về trật tự dễ dàng bảo vệ. Và tại sao lại không có cả những cảnh sát và quân đội Bắc Việt tham gia vào việc này? Tất cả mọi người, kể cả Bắc Việt và Việt Nam, đều được sử dụng phục vụ cho việc di tản. Việc chuyển giao quyền lực từ Hương sang Minh sẽ được bố trí vào lúc 9 giờ. Nhưng theo yêu cầu của Hương, sẽ lùi lễ bàn giao quyền lực lại vào sau buổi trưa. Hương muốn làm việc này được long trọng. Người ta không thể trao quyền hành to tát như vậy như là cách trao cho nhau chiếc khăn lau. Cả Hương và Minh đều hoạt động như kiểu là họ còn trước mặt nhiều tuần lễ để nắm lấy quyền hành. Ở các vùng ngoại ô Sài Gòn, binh lính vẫn tiếp tục lập các ổ súng bằng bao cát, bố trí các ổ đặt súng máy và súng cối ở các vị trí thuận lợi. Đã có hàng ngàn người chạy trốn ở những nơi khác đổ về Sài Gòn. Các đoàn xe quân sự, xe của các tư nhân đều mắc kẹt, không di chuyển được nữa. Trong đó thì có lẫn cả những chiếc xe bò kéo. Các cửa hàng bán đồ nữ trang ở phố Katina đều đã đóng cửa. Việc tìm đổi ra vàng càng ngày càng khó khăn. Ở sân bay, có những người Mỹ đùng đỉnh đi dạo trong tay có hàng tập tiền đô la và đồng bạc của miền Nam để đút lót, mua chuộc các vọng gác và cảnh sát. Vào lúc 15 giờ, Minh nói với tướng Charles Thiem rằng ông ta nghĩ Cộng sản sẽ thương lượng với ông. Ít lâu sau, Minh nhận được điện thoại từ Bangkok do ông Ngô Công Đức, giám đốc báo Tia Sáng, vừa từ Paris về, nhưng không trở về được Sài Gòn. Ông không nên nhận chức tổng thống, muộn rồi, cảnh sát không có một chút ý định nào về việc thương lượng. Việc chuyển giao quyền lực vẫn diễn ra vào lúc 17 giờ. Cánh cổng sắt của Dinh Độc Lập được mở rộng, không cần phải canh gác cẩn mật. Các đại biểu, thượng nghị sĩ, quân đội, nhà báo vào dinh không phải kiểm tra. Trên những chiếc ghế tự hàng đầu kê trước bục là các sĩ quan cao cấp quân đội, các cựu bộ trưởng và viên chức cao cấp, các giáo sĩ đứng đầu tôn giáo và các chức sắc đạo Phật. Người thì mặc quân phục, người mặc Âu phục, bên cạnh những bộ quần áo đẹp rực rỡ của các cha cố và các hòa thượng. Trời nóng nực bắt đầu thấy ẩm ướt. Gió mạnh báo trước một cơn bão làm ngả nghiêng các cây cọ trên bãi cỏ và làm cho những tấm màn gió che cửa sổ ở phòng họp lớn bay tứ tung. Hương tay chống gậy, được một người nâng đỡ đứng ra phát biểu đầu tiên. Tuổi tác và những bệnh tật của tôi không cho phép tôi lãnh đạo được đất nước trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay. Trời bắt đầu mưa, Hương nói với Minh, cần phải tìm được hòa bình mà không làm mất danh dự của đất nước.
Hương vừa khóc vừa nói, thưa tướng quân, trách nhiệm của ông là rất nặng nề. Minh đứng lên nói với một giọng rắn giỏi hơn là giọng của Hương đã run run. Chúng ta không có một ý định trả thù và cũng không có một lý do nào mà người anh em cùng một nhà của chúng ta lại không muốn hòa hợp. Tôi có trách nhiệm tìm kiếm một cuộc ngừng bắn. Các công dân, những người anh em của tôi, trong những ngày qua và trong hoàn cảnh nghiêm trọng như thế này, cũng đã xuất hiện nhiều nhóm tôn giáo và có nhiều tướng lĩnh đã yêu cầu tôi có trách nhiệm của Tổng thống. Mình cất cao tiếng nói để áp đi tiếng sét và những giọt mưa nặng hạt bắn vào trong cửa sổ mở rộng. Kết quả của chính phủ này còn tùy thuộc vào nghị lực và sự ủng hộ của nhân dân. Tôi kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị, tất cả các tôn giáo tín ngưỡng, hãy quên hết mối hiểm thù và lòng nghi ngờ, đoàn kết nhau lại. Các binh sĩ, các bạn thân mến, các bạn có bổn phận mới là bảo vệ lãnh thổ còn lại và đấu tranh cho hòa bình. Bây giờ tôi xin có vài lời gửi cho các người bạn ở phía bên kia. Mình tránh nói đi từ Hà Nội hay các sư đoàn Bắc Việt, bởi vì Cộng sản chưa bao giờ biết đến sự có mặt của mình ở miền Nam Việt Nam, vì vậy không nên xúc phạm họ. Chân thành mà nói, chúng tôi muốn có một sự tái hòa hợp, các ông đã hiểu. Việc hòa giải đòi hỏi mỗi bên trong cùng một nước phải tôn trọng quyền của phía bên kia. Hỡi các công dân, các anh em, hãy can đảm. Tôi xin khẩn cầu mọi người như vậy, hãy ở lại đây và chấp nhận số phận do trời đã định, tái xây dựng lại một miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ và phồn thịnh, để cho người Việt Nam có thể sống với người Việt Nam trong tình anh em. Tổng thống Minh phát biểu trong 20 phút. Đối với rất nhiều những nhà quay phim và khán giả Việt Nam thì cơn mưa có sấm chớp trước mùa là một điểm xấu. Có vài người lấy lại lòng can đảm, kế sư Vân tự nhủ, về mặt quân sự chúng ta ở thế yếu, nhưng người Cộng sản chiến thắng sẽ tỏ ra nhân đạo. Kết thúc bài diễn văn lúc 17:48, một giờ sau, các nhà ngoại giao, nhà chính trị và các phóng viên báo chí đã phân tích tỉ mỉ bài phát biểu của mình. Đài Giải Phóng cũng bình luận về việc chuyển giao quyền hành Tổng thống này. Đây là lần đầu tiên Đài Giải Phóng đã công khai rõ ràng tuyên bố Minh và các đồng nghiệp của ông ta không phải là những người lãnh đạo chấp nhận được của lực lượng thứ ba. Những người theo lực lượng thứ ba cần phải suy nghĩ cẩn thận đến lời kêu gọi của chính phủ cách mạng lâm thời và xác định những cạm bẫy của những tên tay sai của chính phủ Hoa Kỳ. Họ phải tự gia nhập vào lực lượng cách mạng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ bản tin này của Đài Giải Phóng. Không có người nào ở miền Nam Việt Nam có thể dựa vào Minh coi như một người đối thoại với chính phủ cách mạng lâm thời hay là của Hà Nội. Vào lúc 18:15 ngày 28 tháng 4, 5 máy bay tiêm kích ném bom A-37 của không lực miền Nam Việt Nam xuất hiện trên trục đường băng chính của sân bay Tân Sơn Nhất trên cao độ 5.000 bộ. Đài kiểm soát không lưu thấy lạ liền hỏi, các anh thuộc phi đội nào? Một phi công trả lời rất lạ lùng, máy bay Mỹ chế tạo đây. Rồi bổ nhào, thả bom xuống đường băng chính của phi trường, phá hủy 3 chiếc AC-119 và nhiều máy bay vận tải C-47. Té ra là máy bay của Cộng sản. Vụ tấn công này được tung đi từ sân bay Phan Rang với những chiếc máy bay mà họ đã đoạt được của không lực miền Nam Việt Nam. Trên sân bay, ngổn ngang các mảnh đổ nát. Jim Ecker đứng cạnh nhà để máy bay của hãng Continental Air Service. Ecker mới điều từ Bangkok sang Việt Nam chiếc máy bay nhỏ hiệu Bagong để sửa soạn ra đi. Những đạn pháo phòng không nổ ra xung quanh Ecker. Jim Ecker trốn xuống một hố đầy nước. Khắp nơi vang những tiếng súng và những tràng đạn của Trọng Liên. Viên phi công lái chiếc Baron giục Ecker lên máy bay mau. Họ trèo vào trong chiếc xe ô tô lao về phía chiếc máy bay Baron. Những người lính miền Nam bắn về phía họ. Máy bay cất cánh được lên bầu trời. Những quả đạn của pháo phòng không nổ xung quanh máy bay. Hai phi công miền Nam cất cánh hai chiếc F-5A để đuổi theo những chiếc máy bay tấn công, nhưng họ đã bay xa. Minh vừa đề nghị một cuộc ngừng bắn thì Bắc Việt đã mở cuộc chiến tranh và tỏ ra nấc thang cao hơn vì bây giờ đã sử dụng đến máy bay chiến đấu. Phi đội tấn công do chính những phi công của miền Nam Việt Nam thực hiện, những người đã được Bắc Việt cài vào hoặc là cảm hóa. Vài người trong số họ trước đây đã thả bom xuống Dinh Độc Lập. Hành động này có hai tác động chính trị và quân sự. Đối với những ai còn nghi ngờ thì rõ ràng không có chuyện thương lượng. Lúc này, viên chỉ huy máy bay của miền Nam Việt Nam đã đồng ý với Eric Von Marbon ra lệnh cho các máy bay của miền Nam sang tránh nạn ở Thái Lan. Ở phía bắc Sài Gòn,
các kho đạn dược, vũ khí và xăng dầu bốc cháy với những ngọn lửa màu tím hoa cà, màu nâu và màu đỏ. Buổi tối, Martin quyết định ngày mai phải cho 10.000 người di tản. Ông đại sứ mới nhận được điện tín của Kissinger. Trong cuộc họp của nhóm hành động đặc biệt vào sáng hôm sau, tất cả mọi người của các cơ quan khác nhau cho rằng chúng ta chỉ còn có 1 hay 3 ngày trước khi sự sụp đổ về quân sự của miền Nam Việt Nam và trước khi để cho sân bay Tân Sơn Nhất trở thành vô dụng. Kissinger mong rằng cá nhân Martin sẽ rời bỏ Sài Gòn trên chiếc máy bay cuối cùng. Mãi đến khuya tối, những chiếc máy bay C-130 chất đầy các vũ khí đạn dược mới hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khi máy bay ra đi đã mang theo 180 hành khách, phần lớn là người Việt Nam chạy trốn. Khi tới Bangkok, Jim Acker vẫn còn nghĩ rất lâu đến Việt Nam. Ông nhớ đến tất cả người Việt Nam, có đến hàng trăm người mà Acker đã không thể đưa họ đi di tản kịp. Cũng như hàng ngàn, hàng chục ngàn người Mỹ dân sự và quân sự đã sang Việt Nam. Jim Acker tự hỏi làm sao bây giờ có thể đưa một vài người bạn Việt Nam ra đi mà theo Acker họ không thể tự thoát khỏi được. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 29 tháng 4, pháo Bắc Việt bắn ngày càng chính xác, tập trung vào căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất, các kho đạn dược và dầu xăng, các xe tải, xe jeep và các xe dân sự bốc cháy trên sân bay. Pháo binh của quân đội Bắc Việt chắc không còn ở xa, bởi vì những quả đạn rocket, đạn súng cối đã nổ với những ánh lửa màu đỏ, màu xanh lam và xanh da trời chói lòa khu sân bay. Tướng Homer Smith và các tướng tá cao cấp Mỹ khác đều bị ném ra khỏi giường nằm. Trong số 1.500 người Việt Nam đang ở trong nhà tập thể dục của Đại Bản Doanh đã có nhiều người bị thương. Bình minh rạng dần, những phi công của những chiếc máy bay F-5 và A-37 cuối cùng đã cất cánh để không bao giờ trở lại nữa. Những người này cũng như vài phi công khác đã không muốn tiếp tục chiến đấu, đang bị lúng túng trong khoang lái bởi vì có hàng trăm lính miền Nam Việt Nam đứng đầy trên đường băng. Các kiểm soát viên lưu không không còn có thể làm việc được nữa. Một viên phi công miền Nam Việt Nam lái chiếc máy bay AC-119 cứng đầu cứng cổ đã cất cánh lên làm nhiệm vụ tấn công vào các vị trí đặt hỏa tiễn của Cộng sản đang vây quanh Sài Gòn. Vào lúc 6 giờ 46, chiếc AC-119 này đã bị bắn hạ bởi hỏa tiễn Stella. Các đường bắn của súng Đại Bác được bố trí cách 4 km ở phía bắc sân bay do các lính quan sát Bắc Việt hướng dẫn đã bắn rất chính xác. Với tướng Văn Tiến Dũng, hoàn cảnh này là tuyệt vời. Mặt khác, cũng nên để cho người Mỹ được ra đi không gây cản trở nhiều cho việc di tản. Hơn nữa, có hai nhà lãnh đạo Cộng sản theo sự chỉ đạo của Hà Nội muốn duy trì sức ép để cho người Mỹ ở Sài Gòn cũng như ở Washington hiểu rằng không có chuyện thương lượng. Các đội quân Bắc Việt nhận được lệnh không chiếm giữ các máy bay và trực thăng có thể kích thích Lầu Năm Góc can thiệp ồ ạt vào chiến sự. Các nhà lãnh đạo ở Hà Nội đã thấy được ở vài điểm nào đó quyền lực quân sự của Hoa Kỳ nhiều khi là phải phụ thuộc vào quyền lực dân sự. Vào lúc 5 giờ 45 phút giờ Sài Gòn, Vera Martin đã rời nhà ở để đến tòa sứ quán. Có rất nhiều bức điện tín và cú gọi dây nói liên tục giữa Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc ở Washington, Tòa Đại sứ và các cơ quan tùy viên quân sự ở Sài Gòn. Nhưng các sự kiện đã diễn ra còn nhanh hơn cả bức điện tín. Vào lúc 7 giờ, giờ Sài Gòn và là 19 giờ, giờ Washington, Hội đồng An ninh Quốc gia đã họp do Gerald Ford chủ trì. Lúc này thì tất cả mọi người đều đồng ý với nhau. Nhưng bây giờ thì ra lệnh gì cho Sài Gòn? Kissinger ngần ngừ. Theo ông ta, lúc này cần phải tiếp tục đưa những người Mỹ và người Việt Nam di tản. Và còn cá nhân ông đại sứ thì sao? Trong ngày hôm ấy, phải thu nhập 150 người, trong đó có 1/3 là người Mỹ và là người làm thuê của CIA. Frank Smith hiểu rằng mình sẽ là người cuối cùng rời khỏi sân thượng tòa đại sứ, nơi có máy bay trực thăng hạ cánh để chở người di tản. Ở Honolulu, đô đốc Noel Gaylor đã đánh điện. Theo lời khuyên của tôi, thấy rằng ông phải ra quyết định ngay cho tất cả người Mỹ di tản, trừ một số người có nhiệm vụ mà ông giữ lại thường trực có mặt tại chỗ. Tướng Smith đã được phép của đô đốc Gaylor chở những người Mỹ và người Việt Nam bằng máy bay ra các tàu của Mỹ ở ngoài khơi. Đô đốc Gaylor nhấn mạnh, hoàn cảnh quân sự là nghiêm trọng. Ông đã đọc các bức điện của Polga bao gồm khả năng về một cuộc thương lượng chính trị.
những tin tình báo mà tôi không thấy dựa vào một điểm nào về quan niệm sảng khoái của ông Polka. Theo tin tức của Đô đốc thì quân đội Bắc Việt chỉ còn cách sân bay Tân Sơn Nhất có 2 cây số. Họ sử dụng có hiệu quả lớn các tên lửa SAM. Trong 2 giờ vừa qua, họ đã hạ được 3 máy bay của miền Nam Việt Nam. Một phái viên của Tổng thống Minh đã đem lá thư chuyển tới Đại sứ quán Mỹ. Thưa ngài đại sứ, tôi xin trân trọng yêu cầu ngài ra lệnh cho người của văn phòng tướng Smith rời ngay khỏi Việt Nam trong 24 giờ bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 năm 1975 để cho vấn đề Việt Nam có thể được dàn xếp nhanh chóng. Martin bị chứng viêm phổi đã đọc câu trả lời bằng giọng khàn khàn. Thưa ngài Tổng thống thân mến, tôi đã nhận được tình thế hiện tại và tôi xin báo tin với ngài là tôi đã ra những mệnh lệnh một cách thích đáng. Những thông tin từ sân bay Tân Sơn Nhất cho rõ đó đây đã có vài người lính miền Nam Việt Nam bắn hú hỏa vào những người Mỹ. Martin liền viết thêm, tôi không thể tin là ngài đã ra lệnh cho lực lượng quân đội của chính phủ hợp tác trong mọi cách có thể để tạo dễ dàng cho cuộc ra đi được đảm bảo an toàn cho cá nhân ông tùy viên quân sự. Xin chào ngài, Ra Martin, đại sứ Mỹ. Martin ra lệnh cho tướng Homer Smith được sử dụng những phương tiện hiện có để có thể đưa di tản tất cả những người của Homer, tránh không để cho các sĩ quan cấp tướng hay những nhân vật cao cấp người Mỹ rơi vào tay Cộng sản. Chỉ bố trí lính thủy ở sân bay chịu trách nhiệm bảo vệ cuộc di tản. Martin khẩn nài xin Kissinger được nán lại Sài Gòn ít ra là 1 hay là 2 ngày để làm tăng thêm giá trị cho cuộc ra đi của chúng ta. Kissinger đã cùng với người trợ lý đặc biệt nghiên cứu về hoàn cảnh này. Người trợ lý đã soạn thảo một văn bản không có nước đôi. Nếu người ta để lại cá nhân ông ngoại giao Mỹ ở Sài Gòn, người ta sẽ có vẻ hiểu rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ ở lại đây như nó vẫn tồn tại. Kissinger liền ra quyết định đóng cửa đại sứ quán. 8 giờ 15 giờ Sài Gòn, Martin liền triệu tập cuộc họp những người cùng làm việc với mình như là Wolfgang Lehmann, Thomas Polka, Alan Carter và đại tá Gok Jacobson, một trợ lý của ông đại sứ. Polka tỏ ra ý nghĩ là chưa phải mất tất cả kế hoạch về chính trị. Polka nói với Smith, việc ném bom xuống sân bay đã có một dấu hiệu quan trọng tích cực. Ồ, đã có vài viên chức của CIA, nhưng Smith lại nghĩ rằng đó là dấu hiệu quan trọng và cũng là dấu hiệu của một viên đạn bắn vào đầu. Lúc này, người ta chỉ nghĩ đến hoàn cảnh của kế hoạch quân sự. Sáng sớm hôm nay, người ta ước tính phải có 10.000 người di tản trong ngày và phải có hơn 50 chuyến bay C-130. Làm sao cung cấp đủ được như vậy? Từ Tân Sơn Nhất, tướng Homer Smith cho biết, từ nay các đường băng ở sân bay đã không còn sử dụng được nữa. Martin không chấp nhận lời giải thích của tùy viên quân sự của ông. Những người quân nhân này luôn thấy bi quan. Martin quyết định tự mình ra sân bay kiểm tra lại các đường băng. Ông yêu cầu một trực thăng của CIA, nhưng Polka cho biết, thưa ông đại sứ, hiện nay chúng tôi không còn một chiếc máy bay nào. Martin đưa mắt lạnh lùng nhìn Polka. Tôi sẽ ra sân bay bằng đường bộ. Qua đó, tôi mới thấy rõ được bầu không khí của thành phố. Gọi người lái xe của tôi đến đây. Đại tá Jacobson nói xen vào. Thưa ông đại sứ, rất nguy hiểm. Ngay cả những người không ưa gì Martin đã thấy được Martin phải chịu trách nhiệm về sự di tản chậm trễ này. Họ nghĩ, đúng là một ông già lẩm cẩm. Chiếc Chevrolet chạy trên đường không cắm cờ hiệu. Hai bên có 2 chiếc xe chở đầy lính thủy súng cầm tay. Xe dừng lại bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Một ông đại sứ của Hoa Kỳ cũng phải chờ đợi. Các sĩ quan và hạ sĩ quan miền Nam Việt Nam nhộn nhịp chạy đi chạy lại, dùng máy bộ đàm hỏi xin chỉ thị. Đoàn xe đi vào trong sân bay. Trong sân bay ngổn ngang các mảnh vỡ của máy bay và các xe vận tải. Vài toán lính miền Nam Việt Nam đang gây ra những cuộc cãi lộn. Tại đại bản doanh quân miền Nam, không có ai trả lời. Eric Von Marbon mặc quần áo bay xuất hiện, vai đeo khẩu tiểu liên. Bộ quân phục này thì hơi cũ đối với một trợ lý của Bộ Quốc phòng. Ông Eric, ông có những người bạn ở đại bản doanh không lực số 7 ở Thái Lan. Ông có thể hỏi họ cho cử một chiếc máy bay để chở vợ tôi được không? Von Marbon nổi giận, nạt nộ. Không có chuyện gì về máy bay nữa. Nếu họ hạ cánh xuống sân bay lúc này, thì tất cả mọi người Việt Nam đang có mặt ở sân bay sẽ xông đến ngay. Martin vào phòng làm việc của tướng Smith. Với chiếc điện thoại đặc biệt có kèm theo máy nhiễu, Martin gọi về Nhà Trắng, nói chuyện với Kissinger. Washington yêu cầu chúng tôi phải nhanh chóng đưa hết người Mỹ ra khỏi Sài Gòn và để người Việt Nam ở lại. Chúng tôi ở đây
có tới hàng ngàn người Việt Nam có nguy cơ bị hại, cần phải đưa họ đi khỏi đây với mọi khả năng có thể. Trong thành phố, chiến dịch bốc người tại chỗ bằng máy bay trực thăng đang tìm điểm tập hợp trong Sài Gòn vẫn đang tiến hành chậm trễ. Các máy bay trực thăng không được sẵn sàng. Có 4 máy bay đã bị lính dù Việt Nam chiếm mất, còn 16 chiếc trực thăng phải bay đi bay lại nhiều lần, rất bị vương víu vì đường băng của sân bay đã bị bom phá nặng nề. Ở Đại sứ quán Mỹ, các viên chức đang đốt hết tài liệu sau khi đã đưa qua máy nghiền, phá hủy các máy chữ, các đài radio, thu và phát tin. CIA có những hồ sơ cất ở phòng làm việc của Frank Smith trong phòng phá nhiễu các đài radio và ở một ngôi nhà bên ngoài. Không ai nghĩ rằng những hồ sơ ấy còn có bản lưu thứ hai lưu ở các cơ quan tình báo của miền Nam Việt Nam tại bản doanh của Cảnh sát quốc gia. Trong sân tòa đại sứ, những người Việt Nam cứ vón cục lại với nhau. Trong số đó có những nhân vật có tiếng tăm, nhưng cũng có nhiều người ở làm công và gia đình họ, lái xe, bồi bếp, con ở và người trông trẻ. Martin yêu cầu những người phụ trách các cơ quan của Mỹ đến ngay tòa đại sứ. Alan Carter không muốn hay không thể quay lại cơ quan thông tin Mỹ. Ở tại đây, những người viên chức Việt Nam đang chờ bản danh sách người di tản mà không thấy có. Các viên chức Mỹ phát hiện người ta đã sử dụng các xà lan chạy bằng máy đang đậu ở bến cảng Sài Gòn. Lúc này, những người Việt Nam ấy không còn thì giờ chạy bộ ra bến cảng, nơi đã có vài chiếc xà lan nổ máy chạy rồi, nhưng không chở người. Một không khí kỳ lạ về dáng điệu thong dong lại vừa mất trật tự, bất tài và hèn nhát lan ra khắp nơi. Đây là sự hoảng loạn mà Martin lo sợ nhất từ nhiều tuần trước. 10 giờ 10 giờ Sài Gòn, 1 đô la đổi từ 4.500 đã tăng lên 5.000 đồng trong có 2 giờ. Nhân dân ở thủ đô miền Nam Việt Nam đã nghe ông Thủ tướng mới nhậm chức cũng như Tổng thống Minh công bố người Mỹ ra đi. Việc có mặt của ông đại sứ ở sân bay đã loan tin khắp nơi. Người ta cho rằng Martin đã bỏ chạy. Đám đông người tụ tập quanh tòa đại sứ ngày càng đông. Trên con tàu Blue Guy đậu ở ngoài khơi Việt Nam, Đô đốc Donald Whitmire chỉ huy 50 tàu chiến Mỹ đậu đan nhau trong vùng hải phận Việt Nam và 6.000 lính thủy có mặt trên những con tàu ấy cũng đang có nhiều vấn đề. Người ta sử dụng 85 chiếc máy bay trực thăng. Người ta cần phải có sự chọn lọc như thói quen cũ. Như thế, họ không phải tất cả đều được ở cùng một con tàu nên phải chuyển số lính thủy bằng máy bay trực thăng từ tàu này sang tàu khác, rồi lại chuyển máy bay trực thăng của lính thủy này sang cho số lính thủy khác. 11 giờ 13 phút giờ Sài Gòn, đài phát thanh Mỹ như đã dặn trước cất bài ca "Tôi mơ về một đêm Noel đầy tuyết trắng". Giám đốc đài truyền hình Việt Nam là Đại tá Hòa nhìn thấy tất cả các nhân viên kỹ thuật Mỹ cùng với nhiều người phụ trách các cơ quan của Việt Nam ra đi. Đại tá Hòa quyết định vẫn ở lại tại chỗ. Có một đại đội lính dù đóng ở vị trí quanh đài truyền hình. 11 giờ 30 phút, lúc này Polga không còn tin vào một giải pháp chính trị được nữa. Polga nhận được rất nhiều cú điện thoại có ý nghĩa mà trong số đó do cá nhân mình gọi đến. Tôi muốn yêu cầu ông một ân huệ cuối cùng là cho những người trong gia đình tôi di tản. Polga trả lời, rất sẵn sàng. Nhiều cuộc gọi dây nói khác của những người hung cho biết có hàng tá người của họ đã phải chịu bó tay ở sân bay. Bom của Bắc Việt đã cản trở những chiếc xe của họ. Số xe khác đã bị lính miền Nam Việt Nam lấy cắp hết. Trong sứ quán, người ta thấy mặt những nhân vật có danh tiếng của Việt Nam như cựu cố vấn Ban An ninh Quốc gia của Thiệu, tướng Quang to lớn đang đi dạo ở tầng trệt, khoác chiếc áo đi mưa rộng thùng thình. Quang ngồi xuống cách vài mét cạnh đại tá Tốt, người hung, đến để nhờ Đại sứ quán Mỹ giúp cho người của ông đang chờ sân bay được di tản sớm. Polga dễ tính và độ lượng, đã áp dụng một nguyên tắc: ai đề nghị tôi giúp đỡ sẽ được đáp ứng. Wolfgang Lehmann đã có tâm hồn ít nhạy cảm, hay vì lo xa hơn là ông chủ CIA Polga. Nhân vật thứ hai này của sứ quán từ chối can thiệp ưu tiên cho những người Ba Lan cuối cùng được rời Sài Gòn nhanh nhất đang cầu cứu đến mình. Còn Polga đã tổ chức một đoàn xe gồm 3 xe ô tô buýt đưa những người hung ra sân bay. Snip luôn ở vị trí của mình đang được tin của đài radio. Hình như Bắc Việt đã nhận được lệnh nổ súng vào Dinh Độc Lập vào lúc 18 giờ. 200 loạt đạn Đại Bác. Nếu như vậy thì phá hủy hết trung tâm Sài Gòn cùng với sứ quán Mỹ và Pháp. Snip vội vàng đến gặp Polga báo tin này và được Polga nói: ông báo tin này ngay cho Martin biết. Ông đại sứ lại chuyển tin này sang cho Minh. May ra ông tổng thống này có thể can thiệp với người cộng sản không ném bom xuống Sài Gòn.
Cũng được tin này, Kissinger đã gọi tới Martin. Tất cả các ông phải di tản ngay, tất cả. Đây là mệnh lệnh do chính Tổng thống Ford truyền ra, phải rời khỏi Sài Gòn trước khi đêm xuống. 12 giờ, giờ Sài Gòn, không còn thấy chiếc trực thăng di tản nào trên bầu trời thành phố.